cái form mà trời ơi sáng sớm ra, bây giờ là 8 giờ sáng, thấy mặt trời đẹp quá, mặt trời đang mọc bình minh quá đẹp, lên thoa quay cho các bạn coi nè, đó đẹp ha, cảnh vật nhìn rất là yên tĩnh và sáng sủa sau một cuối tuần celebrate lễ ma, thì bây giờ nó trở lại bình thường, cho nên nhìn cảnh vật nào cũng thấy đẹp hết á. Thôi mời các bạn theo dõi Thoa dẫn các bạn đi coi form nha. Thoa đã tới nơi rồi, bây giờ là Thoa đang đi lên trên núi à, Thoa đi lên trên núi cao lắm rồi, nên trên đây thì đường nó hơi hẹp à. Hồi sáng này là tụi Thoa tính đi chiếc xe van, nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại leo núi cái đường nó nhỏ mình hên, mình không nên đi xe van, không thôi đi thấy nó còn cao nữa, nhìn nó sẽ sợ sợ đó. Và nhà trên núi nè, đó, chắc nhà ở đây chắc mắc tiền lắm. Đây là cái form nè, Thoa đang ở trên núi, ngó xuống coi nè, người ta trồng cây quá trời luôn. Coi nè, chung quanh núi, trên kia là nhà. Form mà ở nhà đẹp thì thôi á, form ở trên đây mà nhà ở trên đây, nhà người ta xây cũng đẹp lắm nha. Đó, chỗ này là nguyên một vườn thanh long nè. Wow, Thoa đã vô trong cái vườn rồi nè. Ở trong vườn này á là cây bơ, mà trời ơi cái form này nó rất là dốc, các bạn coi nè, dốc nó đi xuống nè. Đó, vậy mà người ta trồng được những cái cây bơ này là rất là lớn rồi, cây nào cũng chắc cũng cả mấy chục tuổi rồi đó. Cây này thì nhỏ nè, cây này là cũng bự nè, mà bơ nhiều lắm, mà trái nó còn nhỏ nhỏ thôi, không biết chắc phải tới tháng 7, tháng 8, tháng 7 mới hái được. Đây nè, đó, cây bơ thấy trái không? Đó, trái nhiều lắm nè, mà bây giờ trái nó còn nhỏ lắm. Trời ơi, một cây á, mà Thoa nhìn thấy á, chắc cả hơn 100 trái luôn á. Trời ơi, trái nó kín mít à. Nguyên một cái vườn, Thoa đang đứng ở trên dốc á, Thoa ngó xuống. Ở trên đây á, là toàn là cây bơ không à, không biết có trồng cái loại gì khác không. Nhưng mà hồi nãy Thoa đứng ở ngoài cổng, Thoa đi vô á, thì nó có cây cây thanh long nữa à, hình như là cái vườn này của ổng là trồng thanh long với là cây bơ à, để lát nữa Thoa giới thiệu ông chủ của cái farm này cho các bạn biết nha. À, ở trên đây ngó xuống cảnh đẹp dễ sợ luôn nè. Coi nè, đó, thấy cảnh đẹp không? Farm ở trên dốc này nè, trời ơi, mỗi lần mà đi hái bơ mà mang lên là chết luôn á, cực lắm nha, phải leo dốc á. Đó, farm ta tưởng là nó bằng phẳng chứ ta đâu biết là nó tới đây cái farm nó dốc như vậy đâu. Trời ơi, cho Thoa tới đây làm mà đi hái trái cây mà bê cây từ dưới đi lên đồi nè, thôi Thoa chịu thua đấy nha. À, trên đây đẹp quá à. À, đây các bạn, đây là ông Ray, là chủ của cái farm này. Ray, how big is your farm? It's about 9 acres. Wow, 9 acres là mà tiếng Việt nói sao ta? Hả? Chín mẫu. Chín mẫu à, đất của ông là chín mẫu. Ông xã Thoa là người đứng ở đằng sau quay phim đấy nha các bạn. Hôm nay vậy nhờ ông xã là người quay phim. Yeah. So what do you grow in this farm? Yeah, so I have avocados and dragon fruit and cherry moyas. Oh, trong vườn của ông là ông sẽ trồng dragon fruit nè, với là dragon fruit là thanh long và bơ. And what's the other one? Cherry moya. What's that? Cherry moya. Trái cherry á hả?
I don't know how to translate in Vietnamese, but it looks like a guayabano, like a soursop. Look like a soursop. It looks like soursop. Giống như na, nó giống như là măng cầu. Măng cầu, nhưng mà cái loại này là nó loại ngọt. Green. White. Nó màu xanh. Ông trong vườn ông trồng ba loại, so you have three different kind of food. Yes. So when you harvest, where are you gonna sell to? So the avocados, I have like 550 trees. 553. Yes. Wow, avocados. Avocado, ông có 550 cây. Ooh, that's a lot. Yeah. And about 750 trees of dragon fruit. Wow, 750 cây thăng long. Wow. And then about 50 trees of the cherry moya. Oh, and 50 cái loại cây na đó. Yeah, but I'm about to add some more. It's just I'm waiting for the water well to get built. I have the water. I got the hole ready. Uh-huh. It's a matter of waiting for the electricity to build the meter. Where are you using the water to water your plant? The city water? Yeah, city water. Oh, so you run. If you turn the well, so you use your own. You don't have to use the city. Yes. And I will save some money. Smart. Yeah. Ông ta đã, hiện tại bây giờ nước ở đây nè là truyền từ của thành phố tới, nhưng mà ông ta đang đào cái giếng. Nếu mà ông ta đào được cái giếng mà có nước thì ông sẽ đỡ tốn tiền để tưới cây ông á. Đó là một cách tiết kiệm mà còn bỏ được nhiều tiền trong túi các bạn. Yeah, because the avocados they consume a lot of water. Oh, I have really? To water like once a week. 8 to 12 hours depending on the season. One a week. And how long did the water run? Yeah, 8 to 12 hours. 8 to 12 hours? Yeah. Woo! Because it's dry out here? Yeah, dry. Like, especially like summertime, about 10 to 12 hours. That's a lot of water for all the trees. Yes. And so, ooh, as you can see, your bill will go. Trời ơi, các bạn ơi, mình thấy là trồng cái cây này á, mình không có biết là phải dùng rất là nhiều nước. Tại vì cái nước là phải chạy từ 8 cho tới 12 tiếng để tưới nước. Tại vì ở ngoài đây á, nó là đồi núi, là giống như là gần như là sa mạc á, cho nên nước nó khô lắm. Nếu mà muốn có trái ngon á, là phải tưới nước nhiều thì trái nó mới có nước, có chuối, phải không? So that's why á, ông phải đào giếng, là đó là cái lý do mà ông đào giếng. Wow, I see. So when the time to harvest, and so who did you provide the food to? Yeah, so for the avocados, I have a wholesale. A wholesale? Yeah, a wholesale who they have the bins, and then my pickers, you know, we pick the avocados, and then kind of like one or two bins a week. You're talking a bin, it's like a big? Truck, 18 yes, wheel like truck a bin. Yeah, I'll show you. Like, it's, there's one bin in the outside. Oh, the so you hire. So how many employees you have to hire to pick? No, just like two or three. Two person? Yeah, two person, and they can fill up like, they can fill up. No, so one person will fill up one bin. Wow, nhân viên của ông này giỏi thiệt á. Ông chỉ cần có hai người thôi có thể hái được những cái cây này, mà khi mà ông bán cây là ông sẽ bán cho wholesale, tại vì cái cây ở đây là rất là nhiều trái, mà mỗi một lần hái là người ta đưa cả cái xe truck giống như 18 bánh bự như vậy đó, để hái cây để chuyển đi đến những cái nơi mà người ta cung cấp cho wholesale, rồi từ wholesale bán sỉ rồi người ta mới bán lẻ ra. Wow. And I also do like avocado picking, especially when like, so the season of avocados is around April to July, and like in the small trees around here, you know, the pickers will just like pick the avocados. You don't even have to use the you just like go to the tree and then pick it like that one. You can just like you can just do this. Yeah. When you pick. Ông ta nói tại vì cây của ổng trồng nó không có là phải là cái loại cây cao đó, cây thấp mình có thể mình đứng mình hái,
là phần nhiều nè, tại vì cái cây nó rất là thấp cho nên mình hái, hoặc là ổng có cái cây để dịch những cái trái ở trên á, cho nên nhân viên của ổng mới hái rất là lẹ, tại vì nó không có phải cao giống như cây cổ thụ ở nhà Thúy Nga là phải leo lên mới hái được, còn cái cây này nó thấp lắm, mình đứng mình hái dễ dàng. I have a question for me at the public, you know, sometimes we drove by, we see the tree a lot of people say, do you allow the people to come here and just buy and pick their own? Yeah, so usually I have like, I open it like on Saturdays and Sundays. Every Saturday and Sunday? Yeah. Oh. I'll post it usually in the Facebook, my Facebook page. I have like a site, Montserrat Hills. I'm gonna get that information so I can put under my the screen of this video, so anyone that like to come here so they can contact and come in here. So ông Thoa vừa hỏi ông ta là giống như mình người bình thường mà mình không có phải là người mua sỉ đó, thì mình tới đây mình mua được không á, thì ông trả lời là mình có thể mình tới mình vô đây mình hái rồi mình trả tiền cho ông ấy thôi. Cứ thứ bảy chủ nhật là ông ấy mở ngoài đây cho những người thường dân tới, nhưng nó không phải là mình không cần phải mua wholesale đâu, mua retail cũng được. Yeah. Oh, that's so good. I'm sure that you have a lot of people that buy retail here. Yes, a group. And they have a picnic here. I will set up tents and then they have like a picnic. Oh, and that's very unique though. And then they go avocado picking and the dragon fruit picking. Trời ơi, ổng cho người ta tới đây, ổng dựng cái như cái nèo lên rồi có bàn á, người ta sometimes có những người mà thích đi tới cái này để picnic á, là đi hái cây xong tới đây ngồi ăn, cũng có lý, cũng có vui á, cái đó cũng vui vui á. Thay vì mình trèo neo cả ngày mình cũng mệt, tại vì cái vườn này nó dốc lắm cho mình đi chạp chứ thoa mà neo trèo chút xíu là thôi mệt rồi. Oh, that's very interesting. Yeah, and also the season, like the avocados, the season is around, like I said, around March, April to July. April to July. And then the dragon fruit is about July to November, December. Oh. And then November to February is the cherimoya. So they only can go in between April to all the way to avocado là ông ta có từ tháng 4 cho tới tháng 7. Rồi thăng long á là dragon fruit is from what month to what month? Around July to November. Oh. Còn thăng long á là từ tháng 7 cho đến tháng 11 là sẽ tới có trái. Grow what the other fruit? The cherimoya. Cherimoya is about November to February. Oh, là từ tháng 11 cho tới tháng 2 là sẽ có mấy cái trái na đó. Có nghĩa rằng từ tháng 4 cho đến tháng 2 là trong cái tháng đó là nó có trái cây, các bạn có thể đến thăm cái vườn này của ổng á nha. Ok, let's go check out, see what you have. You okay. Have anything else to say? Yeah, usually like even though the avocados is from March to July, mm-hmm. I usually held some of the avocados in the trees, mm-hmm. and I don't pick it, so that when the dragon fruit season is here, they can also pick avocados and dragons. Có những lúc á là sau cái mùa mà thăng long á, trên cây nó vẫn còn có trái bơ đó, ông vẫn cho người ta hái, tại vì những cái trái trên cây nó vẫn chín, cho nên even là trong cái mùa của thăng long á thì vẫn còn avocado thì ông vẫn cho các bạn hái nha. Okay. That's very interesting. Come on, let's go see the dragon cây fruit. Dragon fruit, yeah. Cây này nó cao có bằng Pha thôi mà nó có trái quá trời à. Đó, cây avocado nó lùng lắm. Ở trong cái vùng này nè,
rất là lớn, nhưng mà chỉ có 31 người sống ở trong cái vùng này là làm nông nghệ đó. Mà cái đường này nha, là chủ nhân của 31 người là phải mướn người ta làm một cái đường này, nó gọi là private đó, để đi lên trên đây. Nếu mà đường hư á, là các ông chủ á, là phải bỏ tiền ra sửa. Cho nên it's a private street nha, cái đường này nè. Đó. Bơ này quá trời luôn, nhìn đã nha. Từ chỗ này dài tuốt xuống dưới luôn, trái nè. Cái màu nó lạ lắm này các bạn. Đó, màu nó hơi tím tím. Trời, thoa sợ cái cây này lắm, tại vì nó gai không à. Đó, lúc nó còn xanh nè, nó như vậy nè, sau cái từ từ cái nó chín nó như vậy nè. Ồ, thăng long đỏ, trời ơi, ngon quá. Wow, các bạn coi là cây ống trồng đó. Yeah. Wow, trời ơi, ngon chưa? In order to peel it like this. To squeeze them? Yeah. Okay. You can squeeze it or... Oh, đã chưa các bạn? Thế thôi thử. How sweet it is. Trời đất ơi, nó ngọt. Wow, nhìn nè, nó mở không nè. Trời ơi, ngọt. This is how big they grow? No, they can grow bigger. Mm-hmm. Wow. These are just regular size. That's cái này là like trái, trái, cái size nó cái nhỏ nhỏ vậy thôi đó, mà nó đã chín mà nó đã ngọt, nhưng mà ông nói là nó có thể nó lớn bự hơn nữa. Ủ, cái này ăn ngon nha các bạn. That's her, one of her favorite fruit. Ông này ông trồng cái loại thăng long và bơ là sweet. It's California sweet. Yeah, it is. It is so sweet. Yeah. Man, I can eat a lot. Avocado, and this is my favorite. People make chip out of this. Well, yeah. Well, I'm not big yet. Once I'm big, probably I'll make like chips. Dry chip is really good because I already ate them. Really, ngon lắm các bạn ơi. So you can see the difference, like that. It's really sweet. Nếu mà các bạn tới cái mùa đó, các bạn tới đây mua cái trái này. Rất là ngọt, nhỏ mà rất là ngọt, mà cái màu đỏ hồng này nữa. Hết sảy luôn á. Wow, thank you, it's really good. This one is another. It's a different one. Yeah. This one is the sugar dragon. Mm. So I got like 35, right here I got 35 varieties of dragon fruit. 35? Yes. Really? Mm-hmm. I didn't know they had that much. Yeah. Like this one is sugar dragon, like you see that, that one is physical graffiti. Then the other one is Hades Comet. Then the other one is Robust Red. Yeah, so and then the other layer is different also. Wow, các bạn, tao không có biết là thăng long nó có nhiều kiểu nha. Ông nói là ông có 35 loại thăng long, mà loại ngọt rồi loại tùm lum hết. Bây giờ nói kể 35 cái thôi kể không hết đâu, nhưng mà kêu có trái nào thôi sẽ thử trái đó cho các bạn biết. Try this one. Yeah, yeah. Just throw it there. In the... Yeah, it's nature, so try this one. This one is the sugar dragon. Trời đất ơi, hồi nãy trái kia nó ngọt. Trái này ông gọi là thăng long đường á. Nó còn ngọt hơn cái trái kia vừa xong thôi ăn nữa. Ồ, mà thấy không? Thăng long đường á, nó đậm đà hơn. Còn cái hồi nãy thôi cắn á, thì nó hơi mỡ mỡ mà nhìn nó clear á. Còn cái này nhìn nó đục mà nó đặc như vậy nè. Ngon lắm nha. Trời ơi, bây giờ mình mới tới cái chỗ này mình mới biết là thăng long nó có nhiều loại như vậy đó. Và next time I come here I wanna try all 35. Nên sau ta tới đây á, ta sẽ xếp dài ra 35 trái để cho tao thử 35 loại và cho các bạn biết cái taste của nó như thế nào. Hôm nay nó chỉ có mấy loại trên tay thôi nha, nhưng mà tao nghĩ là chắc 35 loại rất là good. I think people would love to try 35 course of dragon food. Yeah, and sometimes they have their favorite, like they know what they want. Like I have the Asunta. Which one also is the best?
Well, it depends on the person. Like, I see. Like the Asunta, they're called like green. Uh-huh. They thought that, oh, it's not ripe yet. No, look at the inside, and then it's like pinkish. Oh. And then they also love it. We definitely come back when the season. So I want to try all 35 dragon fruit. I didn't even know because I thought it's only the green one and the red one. That's it. No, but like there's green that like the yellow mm-hmm. one. They have the Pallora, mm-hmm. they have the Australian yellow, mm-hmm. and then they have the Amazon yellow. Wow. Also, the flowers are different colors too. Different beautiful. Colors too. There's yeah. Like red what? Flowers, and then the like the typical yellowish. Wow. So. When the season, oh, I would love to come back. My God, hôm nay Thoa rất là bỡ ngỡ và mà ngạc nhiên á là cây thanh long nó nhiều loại như vậy. Thoa không có biết nha. Until bây giờ gặp ông chủ, ông nói mình mới biết đấy nha. Wow, that's very interesting. When I eat dragon fruits, I don't get a chance because my wife would ate it all. So, and also I like the not too sweet one. Oh, I like kind of like then that the one is okay. I like kind of like when you eat like water, just like no sweet. But I'll try no, this there's, one. There's some there that but these are the like sweet. Oh, wow, like, really sweet. Huh? It's sweet, but it's not like you think it's like sweet yeah. sweet like sugar, but it's like yeah. you have that nice taste of sweet in the mouth. Mm-hmm. You know. It's juicy. Ngon, nó ngọt nhưng mà nó không ngọt giống như đường các bạn. Uh-huh. Nó khi mình ăn vô á, cái ngọt nó làm cho cái miệng mình nó dễ chịu chứ không phải mà giống như là nó ngọt cho mình rụng người. Ngọt bằng kiểu ngọt sắc. Uh-huh. Thank you. Bình thường là Thoa rất là thích hái trái cây nhưng mà cây đặc biệt là cây thanh long Thoa không muốn đụng tay vô tại vì dai đâu mà. Thích ăn thôi. So it's still green, uh-huh. but nhìn thấy nó nhỏ nhỏ như vậy á, nhưng mà nó có vỏ. Trái ở đây nó nhỏ nhỏ hơn mà nó rất là ngon mà ngọt nha. Oh. It's ready ripe. Oh, wow. Trời ơi, trái nè, nhìn ở vỏ là nó xanh xanh nha. Coi cắt ra nè. Wow. Wow. Lạ không? Trái nhỏ vậy mà bên trong chín rồi đấy nha. Mà mình nhìn nó xanh xanh này mà mình tưởng là nó còn xanh là chưa ăn được nha, không phải đâu nha. Okay. Thank you. Đây các bạn. Ông cắt sẵn ra cho Thoa ăn thử nè, thử liền. Different taste also. Oh wow. Mỗi một trái nó có một cái taste nó rất là khác lạ nhau luôn á các bạn. Mình nhìn cái màu này nè. Khi mà Thoa cắn vô đó là cái màu nó hơi trắng trắng, hơi hồng hồng nha. Nó không có đỏ sậm nhưng mà nó cũng ngọt mà không có phải là ngọt nịp ngọt mà ăn vô ấy. Cái này là ngọt là vừa ngọt á. Rất là ngon á. Nhìn như đây mê quá. Cái thịt của nó hơi mỡ mỡ. Ừ, còn có những cái loại mình cắn vô nó hơi bùi bùi nữa. Trời, lạ quá. Ừ. Chắc thằng nghĩ tao đứng đây phải ăn hết trơn quá. Không muốn về luôn. Chờ thì cứ ăn. Ông cứ cắt thì thật cứ lấy ra ăn. Ngon quá. Ừ. Trời cho các bạn coi Thoa ăn. Bảo đảm là các bạn ăn các thấy Thoa ăn là thèm. They're all good, huh? Wow. So different taste. This one is also to me this one a little bit sweet for me, but it has a plain taste, but and then it's sweet after. It's kind of like a kiwi. Mhm. Mm-hmm. Yeah. That's right. It's like kiwi. Kiwi là tiếng cái trái, tiếng Việt mình gọi là cái gì cái trái đó đó.
cái trái cây chua đó, trái kiwi nào nó lại chua chua mà ngọt da. If you don't want the bird to eat, you need to put the net on top. Yeah. Now I have a like a net that I put it. Cover. The cover, but like there's a lot of people that's like trying to come here on the weekend, so that's why. You don't put. Whoa. So this one is a bit more different color also. Oh, cái này là ở ngoài thì nó hơi màu cam cam. Nhưng mà bên trong nè, cái vỏ của nó thì màu cam cam, nhưng mà bên trong là vỏ nó cũng hồng hào như vậy nè. Wow, đẹp không? Đó, hết sợi không? Coi nè. Ông rất là biết điều, là tại vì ông thấy Thoa một tay cho nên ông đã làm sẵn cho Thoa ăn rồi. Đó, coi nè. Đó, thấy ngon, nhìn ngon không? Đó. Nó thấy cái nhìn nó giống như là nó mỡ mà rất, mà phải công nhận là trái cây của cái ông này á nó rất là nhiều nước, mà cái nước nó ngọt. Trời ơi, ngon quá. Trái này bự lắm nè anh. Đó, nó có thể nó lên nó to như vậy nè. So normally when it's ready it's about that size. Yeah, yeah. Đây cái trái hồi nãy mình ăn là nó nhỏ nhỏ, nhưng mà nó càng để là nó sẽ bự lên như cái trái này nè. Nhưng mà nó nhỏ như vậy là cũng đã ăn được rồi đó, mà để cho nó bự lên nữa là còn ăn được mất bê rồi nữa. Wow. Yep, and then there's still like, you know, so that's the flower. Chí, nếu mà mình không hái kịp nè, chim nó tới nó ăn hết trơn à. Coi này, nó ăn ấy, nó để vỏ lại nè. Mấy con chim này ăn khôn dễ sợ luôn á. Trời ơi, trồng ngoài đây thật là một cái công trình. Thấy ngày hôm nay Thoa biết Thoa đi farm, nhưng mà Thoa đâu có biết là farm nó dốc. Thoa đi chơi cái đôi giày này nè. Đó, nhưng mà cũng hên là Thoa đi đôi giày này á, cái chân Thoa bị trượt. Đó, rồi. Đó, là Thoa hôm nay Thoa mặc đồ đi farm á. Kiểu không? Ổng mới trồng hồi tháng 5 năm nay thôi mà nó đã ra trái rồi nè. Đó, mới tháng 5 cho nên cây nó còn nhỏ nhỏ mà nó đã ra trái. Cái này nó cũng dễ nha. Lên được có 2-3 nhánh là đã có cây trái rồi. Ổng có cây á, thăng long á, đến từ ở bên nước Philippines nha. And they're orange outside, like orange cell. The skin will be orange. Oh, ở bên ngoài á nó màu cam. And what is inside color? White. White. Màu cam ở ngoài mà cái ruột của nó màu trắng. Mà đến từ ở nước Philippines á. Cha ổng trồng những cái loại là của các nơi khác nữa nha. Bruni. It tastes like coconut. Oh. And it's white inside. Oh really? Yeah. But they are small. Nhỏ tí vậy thôi đó, mà nó đã chín rồi. Ổng nói là ở bên trong là nó trắng, ăn nó giống như dừa, để Thoa ăn thử coi nó có giống cái mùi dừa không nha. Thằng ông mà nó ra mùi dừa cũng ngộ thiệt á. Hèn gì thấy là ổng bà 30 năm loại. Wow. They still have a lot of food. See white inside. Oh. But this don't grow really really big. These are just like the that size. That's probably like the big size already. Oh, cái loại này á các bạn thấy không? Ở ngoài nó xanh như vậy, nhưng mà các bên trong thấy ngộ không? Có một vòng á là màu pink, ở giữa là màu trắng. Nhưng mà cái loại này nó chỉ lớn cỡ này thôi nha, là nó chín rồi. Đó. But try it, like okay. It's a different flavor. This one is let me try. You'll see the big difference in the flavor. Đó, các bạn nhìn thấy bên trong có hồng hồng không? Đó. Tastes like ôi trời đất ơi. Giống y chang như dừa luôn á. Trời ơi, cắn một cái ta tưởng là ăn cùi dừa. Y chang cùi dừa luôn á.
cái mùi giống dừa luôn á. Ai mà nói mình anh Thăng Long không, anh dừa thì đúng hơn. Anh này, you need to try this. Ngửi không có thấy mùi đâu. Giống như cái dừa khô, cái loại dừa khô của mình á. Đúng rồi, đúng rồi. Mình ngửi là không có thấy mùi đâu, mà ăn vô nó ra mùi coconut. Nó không có ngọt gì mấy, nó ok, mà nó có cái mùi dừa. That is completely different. Yeah. Wow. Sure. Let him eat it. My favorite thing is coconut. So. Yep. Yeah, so đây nè, đó. Cây này là cây mãng cầu á. Nè, coi nè, trái bự chưa nè. Look how big that is. They ready? Are they red? Where they come from? Đó, cây mãng cầu á. They have been in Asia also. Wow. Nó là mãng cầu chứ còn gì nữa. Mình tưởng na nhưng mà thật sự ra nó là mãng cầu. Đây nè, đó mãng cầu nè, trời đất ơi, ngon quá. Oh, so in February, right? They yeah. ready? December. December to February. Oh. Wow. Đây nè, trái nè, là trái nè. Bây giờ nó nhỏ nhỏ đó, nó and chưa this ăn tree được. Is about 3 to 3 years. Wow, cây. Cái cây này mới có 3 tuổi thôi đó các bạn. 3 tuổi mà đã có trái to vậy rồi đó. Đây nè. Đó. Đó. Rồi bây giờ thôi biết ở đâu bán cái này rồi nha. Ông mới đào cái này là để cái giếng cho nước đó. Bác bạn biết cái này bao nhiêu không? Chỉ cần mướn người đào sâu xuống thôi là ông phải trả 50.000 để tìm cái nguồn nước á. Trời ơi, 50.000 mà được có một cái chỗ này thôi là để kỳ sau lên là ông sẽ gắn cái pump á để nó ấy nước lên á. Trời ơi, thấy tốn kém chưa? Nếu là mới có một cái thôi, ông còn phải mua nhiều. How many pump you gonna decide to drill just one? No, just one. Just one. Yeah. Đây các bạn thấy đứng ở đây cái dốc như vậy đó, đi xuống rất là dốc. Ổng sẽ lái cái xe chip này nè. Đó, ổng sẽ lái, ổng chở pha xuống dưới đó. Coi ở phía bên dưới. Nhưng mà thôi có chưa có experience mà đi cái xe chip này mà xuống cái dốc mà nó đứng xuống như vậy. Bây giờ thôi sẽ đi thử trên chiếc xe chip này xuống nha. Đó, bây giờ nè, thôi đi xuống cái dốc nè, coi nè, đó. We'll do the four. Giống như đi roller coaster. Oh my god. Các bạn ơi, đi xuống cái dốc này nhìn thấy nó ghê quá, giống như chơi mấy cái trò chơi trên Magic Mountain. Thoa cầm cái camera của Thoa, nó lắc là không phải là Thoa lắc đâu nha, là đang ngồi trên cái xe nó lắc làm sao thì cái camera của Thoa nó lắc như vậy đó. Oh my god, nó dốc mà cái ngõ hẻm này nó nhỏ chút xíu như vậy thôi mà ổng cũng lái xuống được. Chiếc xe này ngầu quá nha, đi xuống dốc như vậy ngầu quá nha. Trời ơi, cái đường như vậy là xe mình mà xuống một cái là nằm im luôn. I'm on a roller coaster. Mà chiếc xe Jeep này là không phải là rẻ đâu, tiền đâu nha. Chiếc xe này rất là mắc tiền luôn á. How much is it? Cost about 65. Oh, that's not that bad. Ready one, but we have to like go up a little bit. Oh, going up a little bit? Yep. You're gonna walk up. Yeah, walk up a little bit and then. Be careful, it's I went to where he goes. Go ahead, I'll follow you. Let's go, sir. I'm good at this stuff. Ông hái cho Thoa đó.
cái trái avocado á, cái vỏ bên ngoài mà nó hơi tím tím lại á, sậm lại á, là nó chín rồi. Còn cái vỏ nó còn xanh á, là nó chưa có chín. So this is how they pick from high. Wow. You have to use the bowl. Oh. Wow. Đó. Cái này là mấy loại avocado cây cổ thụ đó. Còn ở trên kia là cây thấp, dễ hái. Chỉ ở dưới đây là một số cây nào nó cao á, là phải hái kiểu này nè. Cũng không phải leo trèo lên cũng ok á. Yeah. Ông ấy có cây ông dơ lên. Cây có cái dây ông giật cái này nó đứt à. Nên cây nó trái nó không có bị nát. Wow. No, that's good. Good. Yeah. So these are like the wow. Đó, cái màu nó như vậy nè, nó chín á. Oh, wow. Rồi đây nè, hái một đống luôn. It's really good. I can go home and make what you call. Yeah, so the avocados, they don't ripen until you remove them from the trees. Oh, really? Yeah, while they're in the trees, they don't ripen. Oh. Yep, so they're still hard. As long as you see that color and you can pick. Yeah. And if you don't, they will ripe. Yeah. Wow. So once they drop, then that's when they ripen. Oh. Yeah, but while they're in the still in the tree, they don't ripen. Oh, I see. Like here, these are probably like 5 to 6 days before they ripen. Oh, I still have to wait. Yeah. Oh. In the regular. Ông nói á, ở trên cây á, nó màu đó, nhưng mà nó chín mình hái về nhà mình cũng phải để 4-5 ngày nó mới chín mình mới ăn được. Nhưng mà tại vì nó còn ở trên cây là nó không có chín giống như là mình muốn đâu. Chừng nào mà mình hái á, nó mới chín xuống được. À, bây giờ ta phải biết đó, mình không tới những cái nông trại như vậy mình không biết được à, những cái mẹo của nó. Ray, I forgot to ask you a question. What made you do this type of job? Because this is a hard work. Hey, you know, I work in the hospital. I work for Kaiser, right? Oh. And during that time, during pandemic time, a lot of people are retiring. All the nurses, the old nurses are retiring. So I'm like, what will I do if you know, I might retire soon too because of the, you know, the pandemic. Uh-huh. So I bought the farm. And then, you know, when I had the farm, it's only avocados. But I have a friend who said, hey, you know, the avocados won't make money. It's better to have like the cherimoya and also the dragon fruit. But sell more. Retiring, people stay home, go traveling, go do something. Why doing more hard work? Oh, it's more the nature also. The nature, like, oh. You know, so right now it's sunny, right? Uh-huh. And then in the afternoon, like around 4 here with the breeze, uh-huh. You have your like Corona beer in there sitting down. You know, oh. It's relaxing. Oh, tôi vừa hỏi ông á, là tại sao ông ấy muốn làm cái nghề này, tại cái nghề này nó rất là cực khổ. Ông nói là trong cái thời gian mà bị Covid á, tại ông làm trong nhà thương, trong thời gian Covid ông thấy đó là trong đó có rất nhiều những ông bà già. Ông nói là nếu mà ông về già, ông retire không biết ông sẽ làm cái gì. Cho nên ông thích cái ngoại cảnh, cái không khí trong lành ở bên ngoài này. Thì thay vì ông đi du lịch chỗ này chỗ nọ thì ông lại muốn ra ngoài làm farm. Tuy rằng nó cực chất nhưng mà được hưởng thụ được cái không khí trong lành và trồng những cái loại cây cỏ mà mình thích ăn. Tại vì ông ta là người Phi, cho nên ổng cũng thích ăn đồ ăn giống như mình, ăn trái cây giống như người Việt Nam mình ấy. Cho nên ổng muốn là về già để ổng ra đây thấy hưởng thụ ông ngồi ở dưới gốc cây uống mấy chai bia, ăn những cái trái cây này xịn ở ngoài đây luôn. Đó, cho nên vì cái lý do mà ông ấy thích ngoại cảnh để retire á, thì cho nên ông chọn nữa là trồng những cái cây cỏ này để hưởng thụ
về cái tuổi già của ổng, nhưng mà ổng năm nay cũng chưa có già lắm đâu, nhưng mà đã tính đường xa rồi đấy. Ok, vậy cảm ơn tất cả các bạn sẽ theo dõi cái video này, và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video kỳ sau. Và các bạn nào mà theo dõi video này muốn ủng hộ đến để mua trái cây thì Thoa sẽ cho số và cái cách để liên lạc tới cái form này nha. Thôi, cảm ơn tất cả các bạn. Thank you. Thank you, everybody. Bye-bye. Bye.